Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không chỉ học sinh mà nhiều cán bộ, giáo viên cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong thời gian cách ly y tế theo quy định, việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cũng bị ảnh hưởng. Và cũng trong lúc này, các thầy cô giáo đã nhận được sự sẻ chia, gánh vác công việc với nhau để hoàn thành công tác chuyên môn. Trở lại trường giảng dạy trực tiếp, cô giáo Ngô Thị Hoài Mỹ phải cách ly y tế một tuần vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Trong thời gian này, lớp do cô phụ trách vẫn diễn ra bình thường vì được đồng nghiệp hỗ trợ đứng lớp. Hết thời gian cách ly theo quy định và sức khỏe đã đảm bảo, cô Mỹ tiếp tục làm nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ công tác chuyên môn cho những đồng nghiệp bị cách ly vì liên quan đến dịch bệnh. Các bạn ở trong trường chia sẻ nhau, thay phiên nhau để mà gánh vác cho hoàn thành tốt công việc của công việc chung. Đó cũng là sự sẻ chia hỗ trợ lẫn nhau của những cán bộ giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chúng tôi những người đi dạy trực tiếp thì sẽ gánh vác cái công việc của các đồng nghiệp mình đang nghỉ ở nhà. Có nghĩa là công việc nó khá là chồng chéo và khá là vất vả. Tức là đi dạy ví dụ như bản thân giáo viên dạy sáng thì phải đi dạy thay đồng nghiệp mình buổi chiều. Dù linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp khi có F0, F1, tuy nhiên công tác nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên cũng như các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng không nhỏ, nhất là với cơ sở thiếu giáo viên cơ hữu hoặc có nhiều trường hợp bị nhiễm tiếp xúc gần với các ca dương tính COVID-19. Trong lúc này, các trường bố trí phân bổ giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Dù vất vả khi phải gánh vác thêm công việc của đồng nghiệp, nhưng thầy cô giáo luôn sẵn sàng để giúp công tác dạy học được liên tục, không bị ngắt quãng. Với tinh thần tương ái tương trợ lẫn nhau, giáo viên rất sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và dạy thay đồng nghiệp mình. Những thầy cô F0, F1 sẽ dạy trực tuyến, còn các thầy cô không có dính vào COVID thì sẽ đến trường dạy trực tiếp. Cho nên có thể nói là cái sự linh hoạt này nó giúp nhà trường đảm bảo về cái kế hoạch dạy học. Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Song, cán bộ giáo viên ngành giáo dục luôn nỗ lực vượt khó, hỗ trợ sẻ chia gánh vác công việc để có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như khung thời gian, kế hoạch năm học.